Em tên là Ngọc, em 14 tuổi. Hiện em đang sống ở tổ chức Dragon. Em Huế, gần nhà em sống thì ở gần biển. Bố mẹ em đi làm, còn em hai đứa em của em là đi chơi trông già, còn bố mẹ em đi làm. Về xung quanh nhà thì rất nhiều người không tốt, đôi khi đi ăn cắp cả, em không biết được. Nhưng lúc em ở đấy là nhà em chuyển nhà rất nhiều, cả đi nhiều nơi lắm. Bây giờ hiện tại em đang ở bố mẹ em, nhà ở Huế, em đang ở đấy là thì ở gần biển, với là xung quanh mọi người thì có nhiều, rất nhiều người không tốt, cả nhiều người tốt. One fan song. Song. Có ở đấy cũng có mấy người, nhưng mà gần 10 người ấy, ở đấy, ở làng em đang ở ấy, có tầm mấy mười mấy người, còn ở làng khác là nhiều lắm. Ba em ở Huế, Việt thì bố mẹ đi cứ thích tiền thì bảo là con cho con vào trong kia nó sướng để bố mẹ vẫn nuôi, nhưng mà ngoài nó khổ quá, không có tiền để nuôi con mấy, thì vào trong kia thì làm cho người ta để kiếm tiền cả, thôi kiếm tiền thôi. Khi em ở Sài Gòn, em không biết, em phải làm việc, em không nghỉ làm, mình phải làm việc suốt đêm đến sáng. Nhưng người thuê em đã nói với bố mẹ em rằng em chỉ phải làm việc 1 đến 2 tiếng một ngày. Người ta đến gia đình em, người ta hỏi đơn giản thôi, người ta bảo là vào trong kia thì làm ít thôi, không phải làm nhiều. Em không biết được khi bé em bằng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà em biết thôi. Xong người ta bảo là em vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc mà tầm ít mấy tiếng thôi, thì em tưởng là ít thôi. Xong mà em cũng tưởng là người ta không đánh đâu, không ngờ người ta đánh. Em đang cơn ở quán nước sinh tố ấy, đi thắm ở phòng gạo. Còn đây là bạn em, cậu ấy tên là Cần. Cần quê ở Huế và bị bán vào Sài Gòn làm việc. Dragon đã cứu em, anh Michael đã đưa bọn em về quê. Gia đình sống gần nhà của em, rất nhiều lần người ta đến muốn mua con họ và mang ra Sài Gòn làm việc. Các bạn ấy rất thông minh, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến ở trường, nhưng người buôn bán rất thích các bạn ấy vì các bạn ấy thông minh. Nhưng mẹ các bạn ấy luôn quan tâm đến các bạn ấy, vì vậy cô sẽ không để các bạn ấy lên Sài Gòn làm việc.